thu thập thông tin cá nhân của người bị hại. Sau đó, các đối tượng lừa đảo gọi điện cho nạn nhân, giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, đề nghị nạn nhân nâng cấp SIM điện thoại để nâng cao chất lượng bằng cách nhắn tin theo cú pháp mà các đối tượng đưa ra. Sau khi nạn nhân gửi thành công tin nhắn sẽ mất quyền kiểm soát SIM. Mọi cuộc gọi đến thuê bao của nạn nhân sẽ được chuyển hướng đến số điện thoại của các đối tượng lừa đảo. Từ đây, các đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, rồi chiếm đoạt tiền trong các tài khoản nói trên. Thủ đoạn lừa đảo tinh vi này hiện đang nở rộ và đã được Bộ Công an đưa ra cảnh báo. Từ góc độ là một chuyên gia an ninh mạng, Ngô Minh Hiếu, thường gọi Hiếu PC, cũng đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Bọn chúng lợi dụng cái chính sách của các nhà mạng di động, chuyển hướng cuộc gọi của từ số nạn nhân sang cái số của kẻ xấu, hoặc là chuyển cái số đó sang một cái SIM phôi trắng. Khi mà bị hại gửi cái thông tin tin nhắn thành công á, theo cái cú pháp mà kẻ xấu đã đưa ra thì sẽ mất quyền kiểm soát cái SIM này, thì lúc này SIM của kẻ gian trở thành SIM chính chủ. Tiếp đến thì chúng đăng nhập vào hàng loạt các ngân hàng, các ví điện tử và email, hoặc là thậm chí mạng xã hội Facebook của nạn nhân. Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, nạn nhân của chiêu lừa đảo này không chỉ bị mất tiền mà còn có nhiều hệ lụy khác. Có thể là sẽ bị cái hệ lụy là bị tấn công mã độc nè, bị lừa đảo hàng loạt tới những cái người có trong danh sách bạn bè, trong email hay là những cái đối tác. Chưa kể đến là kẻ gian có thể lợi dụng những cái hình ảnh, những cái thông tin nhạy cảm có trong email và trong mạng xã hội của cái người bị hại thì có thể dùng để tống tiền và bôi nhọ danh dự của cái người đó. Để tránh trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo tinh vi này, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cảnh báo người dùng phải hết sức cảnh giác, không nên nâng cấp SIM điện thoại với những đối tượng lạ. Trong trường hợp mà lỡ nhắn tin theo cú pháp lừa đảo bị chiếm quyền kiểm soát sử dụng SIM thì nạn nhân nên lập tức khóa cái số điện thoại đó lại bằng cách là gọi lên cái tổng đài ngay lập tức, và thực hiện bảo mật cho các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, tài khoản email bằng cách là đổi mật khẩu và chuyển sang chế độ OTP qua những cái phần mềm thay vì là qua cái số điện thoại. Thông tin cảnh báo của Bộ Công an đưa ra hôm 25 tháng 3 cũng nói rõ chiêu trò lừa đảo và đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.